Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kích Thước Cam Sành. Như trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm phá lá để tiến hành kích thước cho hoa. Sau khi tiến hành là phun tạo mầm, cái cây của mình đã lên mầm thì mình sẽ tư vấn cho nhà vườn là áp dụng là cái biện pháp là phun phá lá hay là phun kích thích mầm hoa để cho cây nó bật mầm hoa. Như trên màn hình đây các bạn sẽ thấy đây, đây là cái tỷ lệ lá nó rụng sau khi mà mình cho nhà vườn là tiến hành là phun phá lá. Thì đối với cái cây này nó lực đó các bạn, tức là cái cây nó cao nó lớn thì cái tỷ lệ phá lá thì phải nhiều. Thì đối với cái vườn này thì mình sẽ cho nhà vườn phá lá là khoảng 40% để giúp kích thích cho cây nó ra bông mạnh. Như các bạn thấy nè, cái tỷ lệ lá nó rất nhiều, tuy nhiên mà khi quan sát là trên cây á thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều các bạn. Thì cái mầm, cái chậu của mình nè thì cái lá nó còn vẫn còn dính ở trên đây nhiều chứ không phải là nó rụng hết toàn bộ đây. Nó không có rụng sơ sát nha, nó không có rụng còn cái chìa mà nó rụng vẫn còn giữ lá trên cành do cái lượng lá nhiều thôi. Đây các bạn sát kỹ hơn đây. Cái tỷ lệ rất là nhiều các bạn, rất lá. Đối với những cây này nè, trong quá trình xịt nè, các bạn sẽ thấy ha, cái đọt nó đứng sừng luôn, nó không có biểu hiện là xì đọt trong quá trình là chúng ta tiến hành là xịt làm bông. Khi cây nó đã lên mầm rồi thì sẽ tiến hành phá lá như thế này. Thì sau khi phá lá thì sẽ áp dụng cái biện pháp là giải độc giúp kích thích cho cây nó ra hoa tập trung. Thì đối với biện pháp phá lá này thì nhìn cái cây nó sơ sát các bạn, nó xấu. Tuy nhiên mà bắt buộc, tại vì trên cây cam sành của mình để kích thích cho cây nó ra hoa tập trung á, cái mầm hoa nó được đánh thức tập trung á, thì bắt buộc là phải như thế này. Mà còn nếu như mình phá lá với tỷ lệ vừa phải quá ít á, thì nó bật mầm không có đạt. Đa phần là nó sẽ bị nín mầm, tức là những cái mầm phía trên này nè, nó sẽ ra trước, còn những mầm phía dưới này nè, nó sẽ nín lại. Cho nên là cái tỷ lệ phá lá là nó rất là quan trọng. Mình phải phá làm sao cho nó rớt tỷ lệ phù hợp. Đối với những cây này thì tỷ lệ phù hợp các bạn. À, nhìn lá nó cũng nhiều, tuy nhiên mà cái lượng lá trên cây ấy, nó còn rất là ổn. Thì đối với cái này đã tiến hành là cây ngưng rụng này. Sau đó sẽ cho nước vô và tiến hành là các bước giải độc kích thích cho cây nó ra hoa. Lá gục nhiều, tuy nhiên mà cái tỷ lệ cái cây, cái chà của nó vẫn còn bình thường các bạn, không có gặp vấn đề gì. Thì đối với tỷ lệ ra lá nó gục như thế này được coi là đạt rồi. Thì bước tiếp theo là sẽ cho nước vào. Khi cho nước vào thì sẽ tưới các bạn, nếu mưa thì thôi. Rồi sau đó là tiến hành tưới giải độc, phun giải độc. Rồi sau đó là kích rễ đi dinh dưỡng để kích thích cho cây nó ra hoa. Tuy cái tỷ lệ lá nhìn ở dưới đất nó nhiều nhưng mà khi mình nhìn trên cây á, thì trên cây nó vẫn còn phù hợp hết các bạn. Đây đối với những cây này nè các bạn, nó bị rớt lá trước á, cho nên nó bật mầm hoa như thế này nè. Đây, như cây này các bạn thấy ha, tỷ lệ rớt lá của nó đây. Thì những cái tàn trà nó đã bị rớt lá trước thì nó đã ra bông như thế này. Đó, sau đó mình sẽ cho nhà vườn tiến hành là kích dây độc thì kích bông như thế này các bạn. Thì tất cả các bông nó sẽ nhú đều. Nếu như cây của mình có mầm.
Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình kích thích cho cây hoa. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật lân vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.